Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 12, luyện tập trang 14 và bài tập môn toán lớp 4, tập 1. Và các em nhớ trên kênh của chúng mình thì đã có đầy đủ chương trình toán lớp 3, toán lớp 4, toán lớp 5, toán lớp 6 rồi nha. Và đừng có em nào hỏi thầy ơi, sao thầy không làm chương trình toán lớp 3 đi, toán lớp 5 đi vân vân. Được chưa? Chúng ta đã có đầy đủ hết rồi, đây chỉ là một số những cái tiết mà còn thiếu trong chương trình học kỳ 1 của môn toán lớp 4 thì thầy quay cho đầy đủ. Rồi, và bây giờ thì không linh tinh và không luyên thuyên nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chu. Đấy, bài của chúng ta nè. Chúng ta đến với cái bài số 1 nè, thì yêu cầu gì? Viết số thích hợp vào ô trống. Vậy thì ở bài số 11 chúng ta đã tìm hiểu triệu và lớp triệu rồi. Vậy thì ở đây, một lần nữa thầy nhắc lại, lớp triệu của chúng ta có trăm triệu, chục triệu và triệu. Đấy, còn lớp nghìn và lớp đơn vị thì chúng ta đã học ở lớp 3 rồi, đúng không? Đấy, vậy thì ở đây, ta sẽ cùng thực hiện nào. Số thứ nhất nè. 4, 3, 6, 5, 0, 0, 0, 2, 1. Vậy thì đây là bao nhiêu? 9 chữ số. 9 chữ số thì chúng ta sẽ đọc là 436.500.201. Vậy thì 100 triệu đây sẽ là chữ số gì? Số mấy các em? Chữ số 4. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ điền chữ số 4. Rồi, chữ số 3 sẽ thuộc hàng gì các em? Hàng chục triệu nè. Chữ số 3, đúng không? Đấy. Rồi, hàng triệu đây sẽ là chữ số 6. Số 5 này thuộc hàng gì các em? Trăm nghìn. Được chưa? Không thuộc hàng chục nghìn. Số 0 tiếp theo cũng thuộc hàng hàng nghìn. Rồi, tới hàng trăm nè. Số 2 thuộc hàng hàng trăm. 201 mà. Số 0 thuộc hàng chục và một ở hàng đơn vị. Được chưa? Tương tự như vậy thì ở đây chúng ta có nè, 60.300.205. Vậy thì 60 triệu, vậy thì số này chỉ bắt đầu từ hàng gì thôi? Chục gì? Chục triệu. Vậy số 6 sẽ tương ứng với hàng chục triệu. 0 này ở hàng triệu. 3 sẽ nằm trong hàng gì? Hàng trăm nghìn, đúng không? Số 0 hàng chục nghìn, số 0 tiếp theo ở hàng nghìn. Số 2 nằm ở hàng trăm, số 0 hàng chục và số 5 thuộc hàng đơn vị. Được chưa? À, dễ như ăn cháo thôi, đúng không? Tiếp theo nè. 504.002.001. Vậy thì số 5 sẽ thuộc hàng trăm, trăm triệu. 0 thuộc hàng chục triệu. 4 nằm ở hàng triệu. 0 này nằm ở hàng trăm nghìn. Số 0 tiếp theo hàng chục. Chục nghìn. Số 2 nằm ở hàng nghìn. Số 0 này thuộc hàng trăm. Số 0 tiếp theo ở hàng chục và số 1 ở hàng đơn vị. Được chưa? Rồi, xong nha. Đấy, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành ba cái hàng ngang mà họ cho sẵn số. Tiếp theo nè, hàng ngang ở đây họ cho theo từng lớp này. Lớp triệu có trăm triệu, chục triệu. Đó, vậy thì chúng ta sẽ tiến hành thực hiện theo từng lớp. Trăm triệu là số 3 nè. Số 4 là chục triệu nè. Số 0 ở hàng gì? Hàng triệu nè. Đấy, vậy thì 340 triệu. 700 gì? 56.000. Đúng không? 0.003. Được chưa? Đơn giản, đúng không? Rồi, số tiếp theo chúng ta cũng sẽ có là bao nhiêu? 205.037.060 gì? 60. Đấy, xong nha. Rồi, và số tiếp theo
sẽ là bao nhiêu? Ở đây chúng ta thấy nó không có hàng trăm triệu mà chỉ có hàng chục gì, chục triệu thôi, sẽ là 70 triệu. Bao nhiêu? 030 mấy, 35 nghìn, 492. Được chưa? Xong nhá. Đấy, như vậy chúng ta đã thực hiện xong được cái bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài số 2. Bài số 2 thì yêu cầu mình là nối theo cái mẫu. Vậy thì ở đây họ đã làm một cái mẫu cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc gì? Thực hiện nối theo cái mẫu của họ thôi. Đây. 221 triệu 650 nghìn. Đó, vậy thì bên này là đọc số và bên này là viết số thì người ta đã nối sẵn mẫu cho mình đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm từ trên xuống này. 240 45 triệu. Đấy, vậy thì sẽ là số nào các em? À, ngay số đầu tiên là bên này. Đúng không? Đấy. Tiếp theo này. 86 triệu 030.000 102. Đó, nó sẽ tương ứng với số nào các em? Đây, 80 mấy đây, 86 triệu. Rồi, và cuối cùng 700 triệu 007.190 sẽ tương ứng với số thứ hai. Được chưa? Xong nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài số 3. Bài số 3 thì yêu cầu mình là viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu. Đó, họ cũng đã làm nè. Cho mình cột thứ nhất là số nè. Cột thứ hai, đó, cột thứ ba, cột thứ tư là các cái số hàng ngang thứ nhất nè, giá trị của chữ số 4. Vậy thì cái số 64973213 đây nè. Vậy thì giá trị số 4 nó nằm ở hàng gì? Hàng triệu, nó tương đương với mấy? 4 triệu. Rồi, vậy thì chữ số 4 ở đây các em xác định nó tương đương với bao nhiêu đây các em? 765 triệu 432 nghìn. Vậy thì chữ số 4 ở đây sẽ tương đương với 4 gì? 4 gì các em? 400 nghìn. Được chưa? Đó. Rồi, chữ số 4 ở đây sẽ tương đương với bao nhiêu đây? 4 gì? 4 thì các em 4.000. Được chưa? Dễ như ăn tương đúng không? Rồi. Tiếp theo nè, giá trị của chữ số 7. Vậy các em nhìn chữ số 7 có số nè. Nằm chục triệu, triệu. Trăm triệu, chục gì? À, trăm nghìn, chục, chục nghìn. Vậy nó sẽ tương ứng với bao nhiêu? 7 gì các em? 70 nghìn. Được chưa? Rồi, chữ số 7 ở đây đứng ngay hàng đầu tiên nó sẽ tương ứng với 7 gì? 7 gì các em? 700 700 triệu nha. Được chưa? Đấy. Ngon lành cành đào đúng không? Rồi, chữ số 7 của số cuối cùng này cũng sẽ tương ứng với 7 gì? 700 triệu. Xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với giá trị của chữ số 9. Đây, chữ số 9 lại tương ứng với mấy? 973.000. Vậy thì nó sẽ tương ứng với 9 gì? 900.000. Được chưa? Rồi, chữ số 9 ở đây sẽ tương ứng với số bao nhiêu? 9 gì đây? 900. Đó, các em ghi 900. Xong, chữ số 9 đây lại tương ứng với 9 gì? 90. Quá dễ rồi, đúng không? Rồi, chúng ta thực hiện xong được cái bài số 3 nha. Bây giờ đến bài số 4 nè. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A. 35.000, 36.000, 37.000. Vậy thì phương pháp làm cái này chúng ta đã thực hiện rất rất là nhiều. Chúng ta xem hai cái số liên tiếp hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị. Đúng không? Ở đây là 35.000 đến 36.000. Vậy thì mỗi số này sẽ cách nhau là bao nhiêu? 5 nè, 6 nè,
một gì? Một nghìn lần, đúng không? Hay là một nghìn đơn vị. Vậy thì 36.000 sẽ đến ba mươi mấy? 37 rồi sẽ đến 3, 38.000, đúng không? Đấy. 38.000 sẽ đến 3, 39.000. 39.000 đến bao nhiêu? 4 gì? 40.000. 40.000 sẽ đến là 40 mấy? 41.000. Được chưa? Đấy, dễ như là ăn tương, đúng không? Thôi, dễ như ăn trứng chiên đi. Bạn nào cũng thích trứng chiên hay là ăn mì tôm, đúng không? Rồi, câu B nè. 169.700. Bên đây 169.800, 169.900. Vậy thì chúng ta thấy mỗi số này lại cách nhau là 100 rồi. 100 đơn vị, đúng không? Vậy thì 169.900 thì sẽ đến cộng thêm 100 nữa thì cái này nó lại đến bao nhiêu các em? Đến bao nhiêu? 69 sẽ đến 7 gì? 70, vậy thì sẽ là 170.000. Đấy. Được chưa? 170.000 và cộng thêm 100 sẽ đến là 170.000 một gì? 100. Được chưa? Đấy. 170.100 cộng thêm 100 sẽ là 170.200. Được chưa? 170.200 rồi sẽ đến là 170.300. Được chưa nào? Rồi nhá. Tiếp theo. Câu C này. 83.260. Đây là 83.270, vậy thì 60 đến 70. Vậy thì mỗi cái này lại cách nhau là 10 đơn vị hay là một chục. Vậy thì sẽ là 83.280 gì? 80. Được chưa? Đến 83.290 gì? 90. Tiếp theo cộng thêm 10 nữa sẽ là 83.290 rồi sẽ đến bao nhiêu? 3 gì? 300. Đúng không? Đấy. Rồi. 83.300 sẽ đến 83.000 mấy trăm? Cộng thêm mấy thôi các em, cộng thêm 10 thôi. Vậy thì sẽ là 300 bao nhiêu? 310 đơn vị, đúng không? Đấy. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo sẽ là cộng thêm 10 nữa sẽ là 83.320 gì? 20. Được chưa nào các em? Đấy, như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong nhá. Và bây giờ thì chúng ta lại tạm thời nói lời chia tay nha, và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo. Bye bye.